Mình chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì gió biển đang ở trên con đê của khu vực xã Hải Châu, và phía đằng kia là thị trấn Thịnh Long. Ở dưới này thì người ta nuôi trồng thủy hải sản rất là nhiều. Dưới này thì người ta trồng cả đinh lăng nữa mọi người. Đây là một cái con sông đi vào chỗ khu vực này và vòng vòng la tới vòng xuyến xã Hải Châu. Hôm nay thì tại trên con đường này thì gió biển sẽ tới xem cái gầm cầu của cây cầu Thịnh Long khá là dài và đã được hoàn thành trong khoảng 3 năm trở lại đây rồi. Thì nó có bao nhiêu cái dầm cầu ở phía bên dưới đó, để so sánh xem là những cái cây cầu đang được xây dựng tại Nam Định thì quy mô từng cây cầu nó sẽ là như thế nào. Ở bên này người ta trồng một số cái hàng phi lao vừa tầm, tạo nên một cái không gian xanh cũng rất là đẹp. Và bên này thì cái bác chủ này trồng chuối thì khá là đẹp mọi người ơi. Chuối rất là xanh và không thấy một cây nào bị sâu cả. Và đây toàn bộ là chuối tây luôn mọi người. Đó, các bạn thấy rằng là bác chủ rất mát tay khi trồng chuối. Phía bên ven của con sông này thì có một số cái khu vật liệu xây dựng. Đó, mọi người thấy là ở đây thì gió biển đã bắt đầu tới được cây cầu Thịnh Long, có lẽ cũng phải dài đến 1,2 km đấy mọi người. Đó. Đây là một cây cầu tạo tiền đề phát triển cho kinh tế biển từ Nghĩa Hưng kết nối sang Hải Hậu rất là tuyệt vời trong một vài năm trở lại đây. Và từ đó thì những cây cầu đã được xây dựng tiếp tục trên những cái huyện nối với huyện và tỉnh nối với tỉnh. Dưới này người ta trồng rất là nhiều ngô nha mọi người. Nhìn từ xa thì cây cầu này cũng khá là dài và cao mọi người. Những cái dầm cầu ở giữa sông này cao, rất là cao. Vừa đây thì mọi người có thể quan sát bên này có thể là dễ hơn này. Hiện tại thì trời nó đang có chiếu thẳng nắng xuống nên là nhìn nó không sáng lắm. Gió biển sẽ đứng đây quay cho mọi người nhé. Mọi người có thể thấy là ở trên cây cầu Thịnh Long này có 5 cái dầm cầu thôi mọi người. Đó, chỉ có 5 cái dầm cầu thôi. Nhưng khi mà đi trên cây cầu Thịnh Long này thì gió biển thấy cũng khá là rộng. Cây cầu này thì cũng tương đương với cây cầu một số cái cây cầu, ví dụ như cầu vượt sông đáy tại Nghĩa Hải và nối sang Kim Sơn. Và một số cây cầu nữa có thể là như cây cầu Đống Cao. Đó, cây cầu Đống Cao thì gió biển nhớ không nhầm là 5 hay là 6. Đó, và đơn nguyên của cây cầu Lạc Quần thì hình như là 6 hay 7. Đó, thì nó lại còn to hơn cái con cây cầu này luôn. Là một cây cầu rộng nhất trên Nam Định, đó chính là cây cầu, mọi người biết là cây cầu gì không? Đó chính là cây cầu Dây Văng tại sông Hào, Vũ Hữu Lợi. Là gió biển đếm đến 9 cái dòng cầu. Như vậy là cái cây cầu Dây Văng tại sông Hào, Vũ Hữu Lợi đang là một cây cầu có cái bề ngang của cây cầu rộng nhất trong các cây cầu trên tỉnh Nam Định, không tính về cái cây cầu đôi mà chỉ tính cây cầu đơn. Đó là một cây cầu lớn nhất. Từ đây mà nhìn sang bên kia thì mọi người thấy rằng là một cây cầu rất là dài kết nối giữa xã Nghĩa Bình và xã Hải Châu của huyện Hải Hậu. Đó, những cái cầu được mọc lên thì đó là những cái điều rất là tuyệt vời. Và dưới này thì là những cái khu làng của hộ dân, người ta phát triển kinh tế nuôi trồng thủy hải sản rất là tốt. Đây, mọi người có thể quan sát ở phía xa xa kia là những cái trụ cầu. Đấy, ở phía gần bờ thì bao giờ người ta cũng thiết kế là dầm cầu, hình như là dầm cầu Đúc Hẫng ấy mọi người. Nhưng mà ra tới giữa sông thì nó là cái kiểu là dầm hộp thì phải. Mình thì cũng chưa chuyên sâu về chỗ những cây cầu, nhưng đó là những cái thiết kế về những cái cây cầu, đó là dầm hộp.
hay là như thế nào đó, nó sẽ có cái hình vòng cánh cung đó, như một cái khung cửa vậy, và nó có cái sự chắc chắn hơn so với những cái cây cầu, những cái nhịp cầu ở trên cạn. Cái điều đặc biệt là ở giữa sông thì bao giờ người ta cũng thiết kế như thế kia đó, còn ở trên cạn thì người ta sẽ làm những cái dầm cầu. Đấy, dầm cầu mà nó sẽ cách biệt nhau, mình có thể đếm được. Còn phía đằng kia thì mình không thể đếm được. Nó chỉ có một cái gần như kiểu là liên kết, liền mạch, và tạo một cái hình như một hình cánh cửa vậy. Hiện tại thì ở trên cầu rất là nhiều những cái phương tiện đi lại. Và trên này là những cái hệ thống ống nước này. Hệ thống ống nước đã người ta thiết kế để nó chảy xuống đây rất là hợp lý. Khi mà nước nó không chảy tràn lan, tạo lên một cái quy mô, và nó sẽ tốt hơn khi mà cái dòng nước chảy trên cầu nó chảy, không chảy tràn lan được đó. Và hôm nay thì Gió Biển chia sẻ đến mọi người về cái cây cầu Thịnh Long hiện nay thì nó như thế nào. Video clip này thì Gió Biển xin dừng tại đây. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip lần sau.